Đối mặt gian lận tràn lan, tổng thống Trump được thúc giục ban bố thiết quân luật và tổ chức bầu cử lại, tổ chức Qui People Convention ngày 1 tháng 12 theo giờ Mỹ, đặc kiến nghị tổng thống Trump ban bố thiết quân luật để tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống mới và bảo vệ các lá phiếu hợp pháp của người dân Mỹ trước tình trạng gian lận bầu cử tràn lan. We People, Chúng ta nhân dân. Tên của tổ chức phi lợi nhuận này là cụm từ đầu tiên trong lời mở đầu Hiến pháp Hoa Kỳ. Đồng thời, việc bầu cử cũng sẽ được tiến hành một cách an toàn trong bối cảnh đại dịch khi mọi người sẽ đeo mặt nạ và đứng cách nhau, 1,8 m tương tự như ở tiểu bang Ohio, bản kiến nghị cho biết thêm. Linh Cút, một luật sư trong nhóm pháp lý Tổng thống Trump hôm 1 tháng 12 đã trích dẫn bản kiến nghị này trên Twitter của mình Đất nước chúng ta đang tiến tới một cuộc nội chiến. Một cuộc nội chiến do những kẻ xấu bên thứ ba tạo ra vì lợi ích của cá nhân họ, chứ không phải của chúng ta, người dân Mỹ. Trung Quốc đang dẫn đầu những nỗ lực bất chính để tước đoạt tự do của chúng ta. Sau đó, luật sư Linh Quốc đã kiến nghị Tổng thống Trump tuyên bố thiết quân luật bán phần, kèm trích dẫn đến bản kiến nghị của tổ chức Queen's People Convention. Theo đề xuất này, quân đội Mỹ sẽ đứng ra giám sát một cuộc bầu cử liên bang mới tự do và công bằng nếu các nhà lập pháp, tòa án và quốc hội không làm theo hiến pháp. Bản kiến nghị bày tỏ sự lo lắng của chúng tôi với tổng thống, các nhà lập pháp, tòa án và quốc hội rằng, quý people, chúng tôi, nhân dân hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nhất định sẽ không nhường quyền lợi hiến định được bầu ra người đại diện của chúng tôi cho các thẩm phán, luật sư tòa án thống đốc tranh thư kỳ quốc hội, các quan chức bầu cử hù bại và các chính trị gia địa phương, các phương tiện truyền thông hù bại hoặc trước các mối đe dọa bạo lực từ thế lực cánh tạ. Bản kiến nghị nêu rõ bầu chọn Tổng thống là quyền lợi độc tôn của chúng ta và quyền lợi thiêng liêng đó đã và đang bị xâm phạm bởi hành vi gian lận bầu cử quy mô lớn, bất hợp pháp và có kế hoạch tỉ mỉ bởi các thành viên đảng Dân Chủ hù bại trên khắp cả nước để ăn cắp phiếu bầu cử của chúng ta. Chúng ta sẽ không chấp nhận điều này. Nếu thiết quân luật được áp dụng, tổng thống Trump có thể tạm thời đình chỉ hiến pháp và quyền kiểm soát dân sự đối với cuộc bầu cử liên bang hiện tại và quân đội sẽ thế chỗ để tổ chức lại một cuộc bầu cử mới trên toàn quốc có thể phản ánh ý chí thực sự của người dân. Theo đó, cuộc bầu cử mới sẽ loại bỏ các yếu tố gian lận tiềm ẩn trong cuộc bầu cử hiện nay. Theo đó, cuộc bầu cử mới sẽ áp dụng với các ứng viên liên bang. Việc bầu cử sẽ dùng phiếu giấy và không dùng máy tính việc kiểm đếm phiếu sẽ được thực hiện bằng tay và cả hai đảng đều có thể quan sát việc kiểm đếm từng phiếu bầu một. đồng thời chỉ những cử tri đã đăng ký mới được tham dự và phải xuất trình thẻ căn cước bằng ảnh để xác minh bản kiến nghị đề xuất. đồng thời việc bầu cử cũng sẽ được tiến hành một cách an toàn trong bối cảnh đại dịch khi mọi người sẽ đeo mặt nạ và đứng cách nhau 1,8m tương tự như ở tiểu bang Ohio. bản kiến nghị cho biết thêm ông Douglas Shawkey cho rằng hoàn cảnh mà nước Mỹ đang phải đối mặt hiện nay, cái mà ông gọi là một cuộc nội chiến đang chia rẽ đất nước, là rất giống với tình huống mà tổng thống Abraham Lincoln từng đối mặt vào năm 1863 khi ông tuyên bố thiết quân luật ngay sau khi bắt đầu nội chiến để cứu lấy phe miền Bắc. Ông Zelensky cho rằng hoàn cảnh mà nước Mỹ đang phải đối mặt hiện nay, cái mà ông gọi là một cuộc nội chiến đang chia rẽ đất nước, là rất giống với tình huống mà tổng thống Abraham Lincoln từng đối mặt vào năm 1863 khi ông tuyên bố thiết quân luật ngay sau khi bắt đầu nội chiến để cứu lấy phe miền Bắc. Gia cũng cho rằng chúng ta đang bị tấn công từ bên trong theo đúng nghĩa đen. Cho đến nay kết quả bầu cử chưa ngã ngụ, vụ việc ngày càng phức tạp trong bối cảnh tranh chấp pháp lý và khi chỉ còn 13 ngày nữa là hạn chót để đại cử tri đoàn đưa ra quyết định cuối cùng về việc ai sẽ trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Tổng thống Trump, hệ thống bầu cử Mỹ đang bị tấn công và bao vây có tổ chức. Với cương vị là Tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nhiệm vụ tối quan trọng của ông Trump là bảo vệ luật pháp và hiến pháp của Hoa Kỳ và ông cũng khẳng định quyết tâm bảo vệ hệ thống bầu cử khi hệ thống này đang đối mặt với sự tấn công và bao vây có tổ chức. Ngày 2 tháng 12, Tổng thống Donald Trump khẳng định đã thắng cuộc bầu cử năm 2020 và cho biết hệ thống bầu cử của Mỹ đang bị bao vây từ bể thỏ địch. Phát biểu từ nhà Trắng trong một video được công bố trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết, với cương vị là tổng thống của hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nhiệm vụ tối quan trọng của ông là bảo vệ luật pháp và hiến pháp của Hoa Kỳ. Đồng thời, ông khẳng định quyết tâm bảo vệ hệ thống bầu cử khi nhận định hệ thống này đang đối mặt với sự tấn công và bao vây có tổ chức. Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ cáo buộc đảng Dân Chủ đã áp dụng kế hoạch bỏ phiếu qua thư hàng loạt để tránh trận đánh cắp cuộc bầu cử và vạch ra các khía cảnh mà ông thấy có san sối hoặc đáng ngờ trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Ông nhận định lấy đại dịch làm cái cớ, các quan chức và thẩm phán đảng Dân Chủ đã lợi dụng cái cớ là đại dịch viêm phổi Vũ Hán để thay đổi triệt đệ các thủ tục bầu cử chỉ trong vài tháng, thậm chí vài tuần trước cuộc bầu cử. Hành vi này rõ ràng đã vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ. Các thẩm phán ở nhiều bang đã ra phán quyết cho những thay đổi có thể vi phạm hiến pháp, bao gồm ở Minnesota và Pennsylvania các thư ký trưởng ở hai bang đó đã được lệnh phải tách riêng các lá phiếu đến muộn trong khi chờ quyết định cuối cùng cho các phụ kiện tổng thống trump tuyên bố chiến dịch tranh cử của ông đã phát hiện ra rằng có nhiều cử tri ở pennsylvania đã nhận được hai lá phiếu qua thư trong khi những người khác lại nhận phiếu bầu qua thư dù họ không hề đăng ký bỏ phiếu qua đường bưu điện các quan chức ở một số bang đã gửi phiếu bầu qua thư đến từng cử tri đơn lẻ hoặc gửi đơn đăng ký bỏ phiếu vắng mặt cho tất cả cử tri toàn bang. Ông Trump gọi biện pháp này là sự nới lỏng không giới hạn của hình thức bỏ phiếu qua thư. Danh sách cử tri tại các tiểu bang trên nước Mỹ đều bao gồm những người đã chết, đã chuyển đi hoặc không phải là công dân của tiểu bang đó. Một số vụ kiện lớn từ các tổ chức phi lợi nhuận đã vạch trần hàng trăm nghìn trường hợp như vậy hàng chục hạt có nhiều cử tri đăng ký bỏ phiếu hơn là dân số trong độ tuổi đi bầu cử. Bao gồm 67 hạt ở Michigan, Tổng thống Trump cho biết, ông đã chỉ ra mức tăng đột biến đến vô lý trong tổng số phiếu của ông Biden ở các bang chiến trường vào đầu ngày 4 tháng 11, bao gồm Michigan và Wisconsin. Các chuyên gia đều nhận thấy có sự bất thường trong loạt dữ liệu này và khẳng định cần có sự xem xét lại. Trước đó, Tổng thống Trump đã dẫn trước với kỳ thế mạnh mẽ ở các bang này trước khi xảy ra mức tăng đột biến. Trong bài phát biểu này, ông cũng đề cập đến công ty Dominion Voting System. Các quan chức tê sát đã từ chối hệ thống kiểm phiếu của công ty này vì lo ngại về an ninh và săn lận tiền mượn. Ví dụ, hạt Antrim thuộc bang Michigan, ban đầu hạt này tuyên bố ông Biden là người giành chiến thắng tại đây, nhưng sau đó đã xác nhận có 6.000 phiếu bầu đã bị đưa nhầm sang cột của ông Biden. Kết quả chung cuộc Tổng thống Trump mới là người chiến thắng tại địa hạt này. Dominion đã phản bác các cáo buộc trị trích hệ thống thiết bị của mình trong một tuyên bố thường xuyên cập nhật trên trang web chính thức. Công ty này tuyên bố những khẳng định về việc chuyển đổi phiếu bầu và các vấn đề phần mềm là sai. Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh hàng nghìn lá phiếu chưa được kiểm đếm đã được phát hiện ở Georgia trong một cuộc kiểm phiếu thu công, hầu hết là bầu cho ông. Ngoài ra, những quan sát viên bầu cử của Đảng Cộng Hòa đã bị chặn không cho vào các tòa nhà hoặc phải đứng cách quá xa nên không thể quan sát chính xác quy trình kiểm phiếu. Bản tuyên thể từ các nhân viên bầu cử và quan sát viên chứng thực gian lận là một phần quan trọng trong các đơn khiếu nại do chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump hoặc những bên khác địa trình ở các bang như Michigan và Wisconsin. Ông Trump cho biết tất cả những điều này đều là bằng chứng. Ông còn nói thêm rằng, những bất thường lạm dụng và gian lận gây sốc đã được phát hiện trong những tuần gần đây nếu mức độ gian lận thật sự như những gì ông nói, tổng thống Trump không nghĩ rằng ứng cử viên tổng thống của đảng dân chủ Joe Biden có thể trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Ông nhận định nếu đúng như vậy, kết quả của mỗi bang giao động phải được đảo ngược và phải đổi lại ngay lập tức. Tổng thống Trump khẳng định đã có nhiều người cảnh báo ông trước cuộc bầu cử là không được tuyên bố chiến thắng sớm trong khi ông Biden hầu như không tham gia vận động tranh cử. Ông Biden đã dành nhiều tháng liền trừ trong tầng hầm của mình sau khi có công bố chính thức về đại dịch COVID-19 và ông liên tục rời khỏi chiến dịch trong chuỗi ngày liên tiếp chỉ vài tuần trước ngày bầu cử mùng 3 tháng 11. Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ nói trên thực tế họ đã hành động như thể họ đã biết trước kết quả sẽ như thế nào, họ đã lo liệu ổn thỏa và có lẽ thực sự họ có thật đáng buồn cho đất nước chúng ta. Ông tiếp tục, trong vòng vài ngày sau cuộc bầu cử, chúng ta đã chứng kiến một nỗ lực được dàn dựng để ca tổng một người chiến thắng, ngay cả khi nhiều bang quan trọng vẫn còn đang kiểm phiếu. Quá trình lập hiến phải được phép tiếp tục. Chúng tôi sẽ bảo vệ tính trung thực của cuộc bỏ phiếu bằng cách đảm bảo rằng mọi lá phiếu hợp pháp đều được kiểm và không có lá phiếu bất hợp pháp nào được tính. Chiến dịch của ông Biden đã không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận về xe của tổng thống Trump. Các quan chức bầu cử ở các bang dao động một mực khẳng định Cuộc, cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ. Các quan chức bầu cử ở các bang dao động một mực khẳng định cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ. Họ đã nói rằng các trường hợp gian lận không xảy ra hoặc không đủ để thay đổi kết quả của cuộc bầu cử. Hồi tháng trước, thư ký trưởng Jocelyn Benson của bang Michigan, một thành viên đảng Dân Chủ cho biết, cuộc bầu cử diễn ra công bằng và an toàn và kết quả phản ánh chính xác ý nguyện của cử tri.